안녕하십니까. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây sẽ là một chuyên mục cung cấp cho các bạn những thông tin thú vị liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Và một điều nữa, mình là Nguyễn Minh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong chuyên mục này. Hy vọng sẽ có được sự quan tâm cũng như là ủng hộ từ phía các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen một thông tin rất là đơn giản nhưng rất thú vị liên quan đến cách chào hỏi của người Hàn Quốc. Có lẽ trong bối cảnh như hiện nay thì chúng ta không cần phải đi Hàn Quốc, cũng không cần phải học tiếng Hàn. Chúng ta cũng có thể nghe được rất nhiều các cái câu chào kiểu như là 안녕, 안녕하세요, 안녕하십니까. Nhưng nếu các bạn là những người biết một chút xíu về tiếng Hàn rồi thì các bạn có thể thấy người Hàn Quốc có rất nhiều cách thú vị trong cái cách chào hỏi của mình. Và ngày hôm nay thì thay vì những cách chào hỏi thông thường như là 안녕, 안녕하세요, 안녕하십니까 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách chào hỏi hết sức tự nhiên, gần gũi với đời sống, đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng cho các bạn bè của mình. Đó là những mẫu câu như sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. 밥 먹었어? 밥 먹었니? 밥 먹고 왔어? 어디가? Hoặc các bạn có thể tưởng tượng mà chúng ta đang đi trên đường mà gặp bạn của mình chẳng hạn. Nếu mà tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Ê, đi đâu đấy? Đúng không ạ? Và người Hàn cũng như vậy, các bạn sẽ có thể nói rất là thú vị là 어디가? Hoặc là cậu đi đâu về đấy? 어디 갔다 왔어? Điều này không nhằm ý định tò mò muốn hỏi đối phương đang đi đâu, làm gì, mà chỉ đơn giản là một câu chào. Và bạn cứ thử nói với bạn Hàn Quốc của mình mà xem, chắc chắn họ sẽ cũng không trả lời rằng là họ đang đi đâu và làm gì. Và họ có thể chỉ là bởi vì đơn giản họ nghĩ đó chính là một câu chào. Tiếp theo, trong những tình huống có thể như là chúng ta đang đi thang máy thì gặp sếp của mình chẳng hạn, và sếp hoàn toàn có thể chào mình là 밥 먹었어? 밥 먹고 왔니? Đây cũng chỉ đơn giản là một câu chào thôi các bạn nhé. Và khi chào tạm biệt cũng có rất nhiều cách để các bạn có thể ứng dụng trong câu chào của mình. Nếu như ở trường các thầy cô dạy tiếng Hàn chắc hẳn sẽ nói với các bạn rằng các bạn phải chào thật trang trọng, thật lịch sự, kiểu như là 안녕히 계세요 hoặc là 안녕히 가세요, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta có nhiều cách chào thú vị hơn nhiều. Ví dụ như là 가게, 잘 가, 가볼게요, 가 있어, 툭할게, 연락할게, 언제 만나, hoặc là 또 보자. Đặc biệt có một điều nữa mà chúng ta có thể phát hiện ngay ra rằng người Hàn Quốc cũng giống như người Việt Nam, khi chào hỏi thì thường dùng một số những mẫu câu liên quan đến việc ăn uống. Chúng ta còn nhớ là khi gặp nhau chúng ta chào câu gì không ạ? 밥 먹었어? 밥 먹고 왔어? Và vì vậy khi tạm biệt người ta cũng sẽ nói rằng 언제 밥 먹자? 나중에 밥 같이 먹자. Những câu nói đó chúng ta có thể thấy giống như là một câu hỏi là bao giờ mình đi ăn nhá. Nhưng thực ra đây chỉ là cách chào tạm biệt thôi. Và mình nhớ lại là khi mà mình mới học tiếng Hàn Quốc ạ, thì bạn của mình đã nói là 언제 언니가 한번 밥 사줄게. Hoặc là gì ạ? 언제 밥 같이 먹자. Và lúc đó thì mình rất là hồn nhiên, hỏi lại ngay 언제예요? Ý là hỏi chị ơi, anh ơi, thế thì bao giờ mình đi ạ? Và điều đó thì sẽ có thể khiến cho người nói bị lúng túng. Và mình nghĩ rằng là các bạn đừng bị mắc phải những tình huống lúng túng như vậy. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lướt qua tìm hiểu một số những mẫu câu thú vị trong cách chào hỏi của người Hàn Quốc. Chúc các bạn học tiếng Hàn thật vui và đừng quên theo dõi chuyên mục Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày trên kênh Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại!